Theo báo cáo cập nhật triển vọng ngành dệt may vừa được VDSC công bố, dù đạt mục tiêu xuất khẩu của năm 2022, tuy nhiên, nhiều tín hiệu cho thấy xuất khẩu dệt may sẽ khó khăn trong nửa đầu năm 2023. Lạm phát tại nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tiếp tục tác động tiêu cực lên nhu cầu tiêu dùng của nhóm hàng không thiết yếu, trong đó có sản phẩm may mặc. Điều này cũng tạo sức ép trong việc tiêu thụ hàng tồn kho trong quý 4 năm 2022, thậm chí kéo dài cho đến nửa đầu năm 2023. Vì vậy, VDSC khuyến nghị các nhà đầu tư chờ đợi các tín hiệu về triển vọng tiêu thụ phục hồi trở lại.